Xin kính chào quý bạn. Thật là vui khi chúng ta lại gặp nhau ở trong chương trình đánh giá xe của Xe Hay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt ở buổi lễ chia sẻ sản phẩm về chiếc Mercedes-Benz GLC 2023 hoàn toàn mới. Một chiếc xe thực sự là đẹp. Vừa nãy thì mình có một cái livestream rất là ngắn thôi, chia sẻ nhanh với các bạn ở trên Facebook. Còn bây giờ sẽ là một cái video cũng chia sẻ nhanh về chiếc xe này GLC 2023 tại Việt Nam ngay bây giờ. Thì đầu tiên thì anh em mình hãy cùng nói về phiên bản và giá đi. Thì ở trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, tất cả là bao gồm phiên bản GLC 200 ở phía bên kia 2 tỷ 3, và bên này là GLC 300 4MATIC AMG thì có mức giá vào khoảng 2 tỷ 8. Và theo thông tin mà chúng tôi có biết được ấy, thì hiện tại GLC 200 và GLC 300 sẽ là phân phối theo dạng chính hãng nhưng mà là nhập khẩu, và một thời gian nữa thì chúng ta sẽ có lắp ráp tại Việt Nam, thì giá nó sẽ down xuống một tí. Còn bây giờ thì là 2 tỷ 3 và 2 tỷ 8, tức là nếu để so với cả cái phiên bản tiền nhiệm thì chúng ta cũng có một cái mức độ điều chỉnh nhẹ nhẹ so với cả phiên bản tiền nhiệm, nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều. Thực sự nó vẫn là một con số mà mình nghĩ là trong cái dự đoán của các anh em làm về xe. Ngoài ra thì bây giờ anh em mình hãy cùng nhau nói về phần giao diện phía bên ngoài của chiếc GLC thế hệ thứ hai đi, X254. Thì ở trên chiếc xe này cơ bản mà nói nhá, đặt trên quan điểm của cá nhân mình thì Mercedes-Benz họ đang chọn một cái hướng đi có thể nói là khá là an toàn. Họ không theo một cái trường phái là bứt phá và táo bạo về phần design. Và đối với cả GLC, đây là một cái dòng xe trọng điểm về mặt doanh số. Và các bạn có biết không ạ, riêng năm 2022 ở Việt Nam, GLC tổng doanh số của Merc là vào khoảng 7.500 xe, thì GLC nó chiếm một nửa. Chính vì vậy Merc họ cũng không giải gì để làm một cái sự quá táo bạo đối với cả chiếc xe này, mà thay vào đó từ cái phần ngoại hình các bạn có thể nhận ra là GLC bây giờ nó vẫn duy trì được cái form dáng như cái phiên bản GLC đầu tiên. Tuy nhiên thì những cái chi tiết nhỏ nhỏ hơn, ví dụ như cái phần mặt cờ lăng này, phần đèn này, phần đầu xe nói chung là đã được tinh chỉnh lại, nó mang đến một cái diện mạo mới mẻ hơn này, sắc sảo hơn và có phần thức thời hơn, mà Mercedes-Benz họ gọi là cấp tiến hơn dành cho dòng xe CUV đô thị của mình. Ở đây thì chúng tôi sẽ có hai chiếc là GLC 200 và GLC 300. Cái điểm phân biệt thì các bạn có thể nhận ra rất là rõ thôi, đó là ở mặt ca lăng. Ở GLC 300 thì chúng ta sẽ có các cái nan, các cái chi tiết ấy, là hình ngôi sao rất là trưng của Merc. Bên kia thì là các cái nan dọc màu đen, nó hơi bị thông thường một tí. Ngoài ra thì cái phần đèn này đó, ở trên dòng xe GLC mới bây giờ nó sẽ không sử dụng công nghệ multi-beam như ngày xưa nữa. Bây giờ thì GLC 300 sẽ được trang bị đèn là đèn digital LED, loại đèn xịn nhất, cao cấp nhất đối với cả thế giới ô tô bây giờ. Cái đèn này thì phải nói là nó rất là giá trị các bạn. Mình đã có một vài những cái video chia sẻ với mọi người về cái công nghệ đèn này rồi. Đèn này thì đang được áp dụng ở trên chiếc C300 này, chiếc S-Class và thậm chí là Range Rover cũng đang sử dụng cái công nghệ đèn này. Cực kỳ là xịn về cường độ chiếu sáng và về cái mức độ tinh vi ấy. Ngoài cái việc là nó nhận diện các cái vật thể nó nhiều hơn so với cả đèn Matrix ngày xưa, thì cái phần công nghệ của nó được đáp ứng, ví dụ như là ở bên ngoài ấy, biển báo ấy, thì cái đèn này nó có thể nhận diện được và nó chiếu ra cái hình 2D biển báo ở trên mặt đường, thì đấy là cái đèn này. Còn bên này, đối với cả chiếc GLC 200 thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn performance, tức là đèn LED thích ứng bình thường, cũng là đèn hiệu suất cao nhưng mà nó không phải là thông minh kiểu đấy. Phía bên dưới Nacobo này, xin phép anh một tí nhá. Đây, để mình mở cái phần Nacobo để cho mọi người có thể cùng xem. Đâu rồi Nacobo? Để mình xíu nhá mọi người ơi. Đây, mở cái phần nắp capo để ra một tí thì phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái động cơ. Để mình mở ra. Hơi khó mở một tí đâu, đợi tí nhá. Đâu nhỉ? Đợi một xíu. Cái lẫy của nó đâu rồi? Đây bên này. Rồi, ok. Mò mãi mới ra cái lẫy này. Đây, để mình xem bên này. Thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái động cơ. Cả hai phiên bản GLC 200 và GLC 300 là giống nhau. Máy i4 2.0 có một cái sự bổ trợ của cái nền tảng EQBoost, tức là một cái motor điện nhỏ 48V. Nó sẽ phục vụ cho cái khả năng tăng tốc của chiếc xe này. Thì ở trên chiếc GLC 300 này thì chúng ta sẽ có 258 mã lực và 400 Nm moment xoắn.
Còn cùng cái động cơ này ở trên chiếc GLC 200 bên này thì chúng ta chỉ có công suất là 204 mã lực thôi và 320 Nm moment xoắn. Nó nhỏ hơn, tức là chúng ta sẽ có chung một cái động cơ nhưng mà công suất bên này được tun từ phía nhà máy là nó nhiều hơn. Ở trên chiếc xe này thì xem là tăng tốc 6,2 giây, còn bên kia là 7,8 giây. Đấy, một cái nền tảng động cơ EQBoost mà bây giờ Mercedes họ, gần như chiếc xe nào của Mercedes họ cũng sử dụng EQBoost hết à. MyHybrid nó giúp cho cái việc tăng tốc tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút trong cái khả năng tăng tốc. Rồi, anh em mình lùi sang phần thân này đi. Thì ở cái phần thân này các bạn có thể nhận ra là chúng ta sẽ có một cái mâm xe ở trên phiên bản AMG 20 inch. Còn trên phiên bản thường kia chính là 18 hay là 19, 19 inch, bản thường 19, còn bản này là 20 inch. Mâm thì đẹp hơn, nan nhiều hơn. Ở cái phần thân xe này thì ở trên chiếc Mercedes-Benz GLC 2023 mới ấy, thế hệ thứ hai này, chúng ta sẽ có một cái nền tảng MAA, nền tảng khung gầm hoàn toàn mới của Mercedes. Và cái nền tảng này nó đang được áp dụng ở trên chiếc C-Class và chiếc S-Class. Nó dài hơn 6 phân, dài hơn chiều dài cơ sở khoảng 1 phân rưỡi so với bản tiền nhiệm. Đó. Một chiếc xe có thể nói là không biết mọi người thấy sao, nhưng với mình thì đẹp. Nó vẫn duy trì được cái phong cách của Mercedes từ bây giờ ấy. Họ đang làm theo hướng là unisex, tức là cả nam cả nữ đều có thể vận hành chiếc xe này một cách khá là thoải mái, tức là cả nam cả nữ nhìn ô nó đẹp, chứ không phải là kiểu ô nó bị quá nam tính, ô nó bị quá nữ tính, thì không phải kiểu đấy. Và ở nước ngoài thậm chí nhá, là cái bánh này, cái bánh sau này nó có tùy chọn đánh lái cơ, đánh lái bánh sau ấy. Nó thông minh hơn. Ở về Việt Nam thì giá bán các thứ thì nó sẽ bị cắt giảm bớt đấy. Thì ở cái phần đèn hậu các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng tương đồng như là cái phiên bản tiền nhiệm. Nó cũng tương đồng như cái phần đèn chính. Chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế rất là sắc sảo, vát. Đó. Ở đằng sau chúng ta cũng sẽ có ghế chỉnh điện này. Đóng mở điện. Đó. Ghế đóng mở điện, và khi gập phẳng xuống thì nó rất là rộng. Con này thì cái phần chiều dài của nó ấy, nó được kéo dài ra và để phục vụ chủ yếu cho cái phần cốp này. Nó rộng rất là nhiều. Và ở phía bên dưới này có một cái chi tiết. Nếu mọi người để ý là cái phần lipo này này, nó là giả nhá. Bô hai bên này là giả. Và cái bô nó thật, nó là dưới tít dưới gầm cơ. Một cái chi tiết dầu bô rất là khéo của mẹ. Nó vẫn thẩm mỹ. Đó. Đây là cái phần cốp ở trên chiếc GLC 300. Bên anh em mình đi ngó nghiêng thêm tí đi, ở bên này đi. Đây anh em ra đây đi, bên này đang có người. Ở đây chúng tôi đang có khá là nhiều những cái màu sơn ở chiếc GLC này. Màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xám. Rất là nhiều màu. Với mình nhá thì cái màu đỏ này bây giờ ấy, nó cũng rất là đẹp. Nó sẫm hơn cái màu đỏ ngày xưa. Màu đỏ ngày xưa của Mercedes nó tươi hơn. Bây giờ nó sẫm sẫm thì trông nó có một cái nét chững chạc hơn. Đấy. Con này thì bên trong có nhiều thứ lắm, để lát để đợi một tí nhá. Các bạn đợi một xíu để mình cố gắng vào bên trong mình mượn xem là đây. Đây có xe. Đây. Anh em vào đây. Mời các bạn sang bên kia đi. Đây, mời mọi người sang bên này. Đây. Cho em nhiều một xíu nhá. Ok. Một xíu thôi. Ok. Đây. Rồi. Hôm nay hơi đông nên là cũng phải xin phép mọi người một tí. Thì vào bên trong này ấy, cái khoang nội thất á, thì mọi người có thể nhận ra là cái phần design là nó cũng gần như giống hệt so với cả chiếc C-Class. Gần như giống hệt luôn, không có gì thay đổi. Ở trên phiên bản 200 thì cái phần tablo này chúng ta sẽ có gỗ. Kiểu hơi hướng sang trọng. Còn ở trên chiếc xe này thì nó sẽ là theo hơi hướng trẻ trung, carbon, vân kim loại, vân carbon, kiểu kiểu đấy. Một cái màn hình to chính giữa này, 11 hay 13 inch gì đó, mình không nhớ chính xác lắm. Ở cái màn hình này nó rất là hay ấy, vì là mình có thể điều chỉnh được rất nhiều thứ. Và trong đó, ở trên chiếc GLC 300 này và GLC mới, nó được bổ sung một cái tính năng hoàn toàn mới, một cái chế độ lái hoàn toàn mới. Và Mercedes-Benz họ nhắc rất nhiều cái tính năng này trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay. Đó chính là cái approach này. Và thậm chí là họ đưa ra ngay cái phần màn hình trung tâm. Đây. Đối với chế độ approach ở trên chiếc GLC mới bây giờ thì anh em mình sẽ nắm bắt được cái thông tin về xe. Ví dụ như là cái phân bổ về moment cầu trước và cầu sau nó như thế nào ngay ở trên màn hình. Về góc tới, góc thoát, góc nghiêng của xe là bao nhiêu ở trên màn hình này. Và thậm chí là ở trên chiếc GLC 300 này chúng ta còn có cả cái hệ thống cam 360 nhìn xuyên thấu. Đó, rất thông minh. Mình sẽ mở ra cái phần đấy để cho mọi người cùng xem. Đây, cam 360 này. Ok.
cái xuyên thấu đâu ấy nhỉ, để mình xem nào. Có cái phần camera xuyên thấu, cái cam 360 của Mac thì rất là nét rồi nhá, này mọi người nhìn này, nó chuẩn đến mức như này cơ mà. Dù mình đang mở cửa bên này, đó, nó hiển thị luôn là cửa bên tay phải của tài xế đang mở. Đó. Xem nào. Và cái này đúng không? Cái approach cơ, có cái phần nhìn xuyên thấu hay lắm. Nó giống như kiểu trên Range Rover ấy. Đây, đây 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 đây. Tức là bây giờ khi các bạn đi trên đường địa hình dưới 8 km/h thì chúng ta bật cái này lên thì nó sẽ mô phỏng lại đúng cái phần ở phía bên dưới cái đầu xe của chúng ta nó đang như thế nào. Đó. Còn khi chạy trên 8 km/h và dưới 30 km/h thì nó sẽ hiển thị cam trước. Nó như kiểu Range Rover này mọi người nhìn này. Bây giờ đang xe đang trạng thái tĩnh thì nó sẽ không hiện, nhưng bình thường nó sẽ nhìn cái này cho trạng thái xuyên thấu, rất là hay. Đấy. Và để mình mò mẫm tiếp đi xem là con này có nhiều cái lạ phết đấy, không phải hôm đâu. Nhiều cái lạ lắm ở trong cái phần này này. Tiếp tục đi tìm xem nào. Xe. Ờ thôi, nhưng mà thì nó hơi mất thời gian, thôi giờ mình nói tiếp với nhau về thiết kế design đi. Thì ở trong chiếc xe này GLC mới ấy, nó được Mercedes-Benz họ chú trọng nhiều hơn đến cái vấn đề phụ dành cho gia đình. Bên cạnh phần không gian thì ở trên chiếc xe này giờ đây, ngay từ cái phần kính hậu kính phía trước này, chúng ta sẽ có thêm một cái màng phim nó giống như kiểu kính hai lớp ấy. Và cái màng phim này có mục đích là để cách âm cho cái phần tiếng ồn gió từ phía bên ngoài. Ngoài ra từ các cái hộp bánh xe ở phía bên ngoài nhé, là nó cũng có thêm các cái tấm phun bọt vào bên trong các hộp bánh xe để tiêu âm đi, hạn chế những cái tiếng ồn từ phía sàn xe, từ hộp bánh xe nó dội lên khoang cabin, hay là những cái phần chi tiết từ khung gầm, chỗ nào dùng thép uốn nóng, chỗ nào dùng thép uốn lạnh, nó đều phục vụ một cái mục đích là giúp cho chiếc xe cách âm tốt hơn. Và theo Mercedes-Benz họ công bố ấy, thì ở trên chiếc xe này chúng ta có cái phần về mặt cách âm rơi vào khoảng 68 decibel nếu ở trạng thái tĩnh và 78 decibel nếu ở trạng thái chạy, nhưng mà thực sự là họ chưa công bố là chính xác là chạy ở tốc bao nhiêu, nhưng mà thôi được rồi, cứ để một thời gian nữa bọn mình có xe sẽ làm một cái video review rất là chi tiết với mọi người về cái mức độ cách âm của chiếc xe này, nhưng mà mình tin rằng là nó cũng đã cải tiến rất là nhiều so với phiên bản trước rồi đấy. Sau này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình Computer dạng LCD vậy ạ. Trời đang hơi mưa một tí nên là camera lù lù vào đây một tí đi để cho tránh bị ướt đấy, mọi người nhìn cũng sẽ rõ hơn đây. Ở trong cái phần camera này thì chúng ta sẽ hiển thị rất nhiều cái chế độ này, đấy, ví dụ như là phần màn hình này đấy, các bạn thấy không, có nhiều chế độ hiển thị, ví dụ là thể thao này, đó, đi ra một kiểu này, sang kiểu khác này, nhẹ nhàng này, đấy, đi ra một kiểu, cái tùy biến về cái hiển thị rất là cao đấy. Ở trên cái xe này thì có một cái chi tiết, ví dụ ghế này các bạn nhìn nhá, là nó có thể điều chỉnh được này. Đấy, nó điều chỉnh được cái phần tiến lùi này, đó, không phải cái ghế nào nó cũng điều chỉnh như này đâu. Và cái cửa sổ trời thì toàn cảnh này, đó, đóng rồi đó. Với một cái xe với mình, với một cái xe kiểu SUV dành cho đô thị cỡ trung này này, nó có cửa sổ trời ấy, thì nó sẽ làm cho cái phần ngồi bên trong thực ra ấy, cảm giác nó thoáng hơn. Công nhận là Mac họ chơi rất là lớn ở trên chiếc GLC này, vì nó cũng là một cái xe bán rất là chạy mà, nên là gần như những cái gì công nghệ nhất ấy, nó cũng được ứng dụng ở trên cái xe này rất là nhiều thứ, rất nhiều thứ luôn. Đây, một cái catalog rất là dài, rất là nhiều những thứ liên quan đến phần trang bị ở trên cái xe này mà nãy giờ. Đây còn cái khí động học thì như thế này. Đây là một cái con xe nếu các bạn để ý là Mac thời gian gần đây họ có xu hướng chú trọng nhiều hơn tới yếu tố về khí động học, thì ở trên cái xe này cái phần chỉ số cản gió của nó cũng thấp hơn khoảng 0,12 CD so với cả phiên bản thử nghiệm, và cụ thể là 0,29 CD. Và cái chỉ số cản gió này nó tác động trực tiếp đến cái khả năng vận hành của xe, và đặc biệt là trong cái việc tiết kiệm nhiên liệu. Khi chiếc xe chúng ta lướt đi tốt hơn thì đồng nghĩa với việc là nó cũng sẽ giảm đi cái tiêu thụ về mặt xăng dầu đấy. Thì đấy là một cái nữa mà ở Mac họ cũng bố vừa rồi. Đây là một chiếc xe có thể nói là rất nhiều thứ hay về cái mặt trang bị, nó nhiều thứ lắm đấy. Còn bây giờ anh em mình vào hàng ghế thứ hai đi, ra hàng ghế thứ hai một tí đi. Rồi, ra hàng ghế thứ hai một tí đi, ngồi đằng sau đi. Đấy, hàng ghế trước là mình đã chỉ theo đúng tư thế ngồi của mình rồi, và đây là hàng ghế thứ hai. Với mình thì hàng ghế thứ hai chiếc xe này cái lưng nó hơi đứng một tí, chưa phải là dạng dốc lắm đấy, ví dụ này hết cỡ đây, chỉ thế này thôi, hơi đứng một tí. Được cái là ngồi trong này thì nó thoáng, cửa kính to, cửa sổ trời. Đây, có cửa gió điều hòa nhưng mà chỉ là điều hòa hai vùng độc lập. Đây, vệ tì tay. Đấy, một cái ngăn nhỏ nhỏ để điện thoại rất là cũng thông minh đấy. Như nào tiếp nhỉ? Đấy, một cái ngăn, hình như có cái cốc ấy, thêm vào.
Loa thì là Burmester, GLC 300 mà. Đấy. Thì không biết mọi người thấy sao về chiếc GLC 300 và GLC 200 mới được ra mắt ngày hôm nay, phiên bản hoàn toàn mới 2.3 và 2.8, thì có thể lại comment ở phía bên dưới nhá. Còn sắp tới thì bọn mình sẽ có một cái video review chi tiết về chiếc xe này và cũng sẽ sớm gửi tới mọi người về cụ thể hơn GLC nó như thế nào. Mọi người có gì cứ comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.